nay chúng ta sẽ tiếp tục giới thiệu một bộ phim mới, đó chính là bộ phim Baywatch, đội cứu hộ bãi biển. Thì sau cướp biển vùng Caribe thì hôm nay đến bộ phim hè này thì chúng ta sẽ quay tiếp về biển các bạn ha. Nhìn cái poster rất hấp dẫn đúng không? Thì liệu bộ phim này nó có hấp dẫn như là cái poster mà mình thấy hay không? Thì khi xem trailer thì nó cũng có chút gì đó hấp dẫn nhưng mà thật sự chưa có lôi cuốn lắm. Thì mình sẽ nói trước là những lý do để đến xem bộ phim này. Bộ phim này đầu tiên thì sẽ có hai diễn viên rất là nổi tiếng, một anh rất là gạo cội, một anh cơ bắp cuồn cuộn, đó chính là Dwayne Johnson. Thì cái anh này các bạn cũng đã biết trong những bộ phim ví dụ như là The Mon, bộ phim ví dụ như là Hành Trình Của Mona nè, rồi The Rock nè, Fast Furious 8 và rất nhiều bộ phim khác. Thì lần này anh sẽ xuất hiện với Baywatch, đội cứu hộ bãi biển. Và một nhân vật thứ hai chúng ta phải nhắc đến đó chính là Zac Efron, là một chàng trai nổi tiếng từ cái thời của mình là thời còn sinh viên học sinh á, đó chính là bộ phim High School Musical đó. Nhưng mà mình thấy là như sau, bộ phim High School Musical thì cái tên tuổi anh này á, nó giảm sút dần đi. Những cái bộ phim anh này tham gia sau này thì nó sẽ không còn hot như hồi xưa nữa. Rồi thì nói chung là có hai diễn viên này cũng là một yếu tố để chúng ta đến đạp để xem phim. Và cái thứ hai là đang mùa hè nóng nực các bạn, thì chúng ta sẽ đến xem bộ phim này để tận hưởng cảm giác ngắm những cái cảnh bãi biển trong bộ phim này, những thân hình bốc lửa các bạn, body sáo muối, thân hình bốc những cô gái bốc lửa, những chàng trai sáo muối đi dạo khắp bãi biển ha. Và tuy nhiên một điều hơi tiếc là bộ phim này thật sự ra mình coi mình không thấy hấp dẫn tí nào hết, mà coi cũng hơi nhưng cũng hơi chán á. Đối với mình là mình coi hơi chán, không biết có phải là do không phải gu của mình hay không, mà nói chung là hài thì nó cũng không có hài mà nó vẫn hơi tục các bạn, nó kỳ kỳ sao á. Nói chung là ví dụ như mà hài tục đi thì nó cũng phải cái trong một cái khuôn khổ cho chúng ta gây cười đúng không, thì nhiều khi mình thấy nó không có gây cười. Cái thứ hai là cái kỳ vọng của mình á là phim này sẽ có nhiều bãi biển rất là đẹp, nhưng mà thật ra chỉ có một cái khung cảnh bãi biển ở đó thôi đó. Rồi nói chung là cái phim nó cứ nhạt nhạt sao, nói chung là mình không thích phim này. Và không thích không phải là kêu mọi người là đừng xem phim này, thì thật sự là các bạn nào có lựa chọn cho phim này thì các bạn vẫn cứ xem bình thường đúng không, thì đối với mình thì mình không thích thôi. Ngoài ra thì phim cũng có những cảnh hành động cũng rất là đã mắt á. Phim nói về một cái người lính cứu hộ chuyên nghiệp lâu năm ha, xử lý mọi tình huống rất là nhanh, phải đón nhận một cái anh như là anh tân binh á. Anh này thì anh có hai cái huy chương vàng về bơi lội các bạn, thì anh lấy cái này anh làm giống như là cái thì đó rất là lớn lao, anh rất là tự mãn về mình. Thì khi anh tham gia vào cái đội này thì anh có hai người có nhiều xung đột khác nhau, nhưng mà thay vì á thì cái anh cơ bắp cuồn cuộn này á, thì anh lo làm nhiệm vụ của anh thì anh không làm, anh đi điều tra thêm những cái vụ buôn bán ma túy nữa các bạn đó. Thì từ đó nó dẫn hai người đến gần với nhau hơn. Và nói chung phim cũng thuộc dạng như là những cái anh hùng bãi biển các bạn, điều tra tội phạm rồi cứu người chết đuối, điều tra tội phạm rồi bắt những cái tên buôn bán heroin gì đó vân 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 và vân vân. Nói chung là đối với mình phim hơi nhạt và mình không thích bộ phim này cho lắm ha. Và cảm ơn các bạn đã xem review bộ phim này. Thì nói chung hồi đó giờ mình cũng ít chê phim lắm, thì nói chung vẫn mong các bạn đã rạp để xem ủng hộ những bộ phim, tại vì mỗi bộ phim ra mắt thì nó có nhiều cái khó khăn khác nhau nên là đều ủng hộ hết. Mà đối với bộ phim này thì mình cũng nói thẳng mình không thích cho lắm, còn các bạn thì sao thì mình không biết. Thì bạn nào có lựa chọn phim này thì vẫn cứ ra rạp xem nhé. Và chúc các bạn xem phim vui vẻ và hẹn gặp lại các bạn. Thật ra mình cũng xem phim này hơi sớm, có lẽ 2 tháng 6, nhưng mà hôm nay là 28 tay là mình đã được xem bộ phim này rồi. Và cũng mong các bạn cũng sẽ ủng hộ tiếp cho những bộ phim sau. Và cảm ơn các bạn.